Rồi, xin chào các bạn Mình nha. đó đỡ đỡ dính. Đỡ dính lẹo. Ai với mình đi ta? Ủa đó nhé. Quá bự. Cũng. Màu đen mà ta. Ủa sơn xe lại hả? Nay không đi làm ha. Chà, bây cầm nói không á. Trên gió ngon dữ ạ. Mà có gió mạnh lên nó lâu hết à. Lâu tốt hết à. Tốt vậy thì đủ, tốt giữa đỡ đỡ gì không đúng. Tâm lại là hết rồi. Chà, cao dữ ạ. Gái rượu, cái gái là nhiều đó, hai năm rồi. Đúng là gái khác, chết chết, kém lộn, kém lộn. Vừa tao ngã qua hướng như vừa bày á, nó cứ lâu tụng hai con này được. Đúng không? Đầm có tên ngon dữ ạ, dân cư đều hết luôn rồi. Mà bữa gió lớn mà nó không có nhà của anh. Bữa
cái gì để mà tôi nhận được nó nhiều vậy, như cái chuyện tống vô tống tống vô nhà nó tôi luôn rồi bố mạnh đó chà rừng lớn á. Vậy là bữa nay mình đi đâu? Cua điểm tôi đâu ra để mình bước quá cao quá hai cậy ra ra ủi ra rồi nó không có được thế mình trở nhiều rồi ủa mà nghe thứ bảy quá đầm. Có con này là nó hơi đảo chút. Cái cách trước là từ làm biết thành người ta đó này là như kia nó nhiều bự nhiều cũng bự mà có cái giấy leo tốt cũng là kia là tốt nhẹ
cốt của anh bán 60. Ủa bữa nay lên rồi hả? Ta được 5 con bay nằm ghê á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Em nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Đã ghê nằm quá đồng. Có mèo chưa? Có mèo chưa? Có mèo chưa? Thầy với lại danh cáp lại đi đá luôn à. Ăn gió lên cái gì? Dân kêu cũng ghê á bộ. Gần kêu ghê dân bắt dít được không hả? Thợ điện mà. Thank you.
Chào các bạn nha.